Nay mình chia sẻ một cách chưng chứng của người Hoa. Người Hoa thì có cái cách chưng chứng thì ăn thích ăn mềm, người Việt thì thích ăn cứng, thành là giống như là chả trứng rồi đó. Thì cái này không phải là kiểu chả trứng đó, cái này là cái kiểu người Hoa. Mình share một cái trứng gà, như gọi nó hay quạt quạt tản, trứng quạt tản. This is I share with kind of like a custard, but with meat, not just sweet. And one egg. Nếu mà mình có nước lèo gà thì mình cho nước lèo gà. Cái xin hoa dầu cái thon là thì phong cái thon, mũ cái thon là thì phong sủi. Nếu mình có nước gà thì có, không có mình cho nước ha. If you have chicken broth, we put chicken broth, it's a better taste. Otherwise, you can add the water. Now I add water. Three like this, one egg, three like this, ba lần, xám hoặc sợi, cho quạt đó. Ok. Ok. A pinch, very little, a pinch of salt, wet, xíu xíu, nó chập xíu xíu có gì, tí xíu muối ha. Như vậy nè. Mọi người đi coi hay cây cây dục. This is a chicken. This is a ground chicken. I have some chicken. I just seasoning with a little bit soy sauce, a little bit sugar, and a little bit cornstarch. Cái này thì gà thì mình bầm nhỏ rồi mình nêm nếm cho tí xíu gia vị thôi, đừng để cho nhiều quá ha. Tí xíu đường, tí xíu xì dầu, chút xíu bột năng. Cho nó có gia vị. Vì cái món này người lớn tuổi ăn thì better hơn, tại vì người lớn tuổi thích ăn cái gì mềm mềm. Nhưng mà người lớn tuổi thì không nên ăn mặn quá, thành ra cái này mình sẽ làm nhạt nhạt thôi ha. Nếu mà mình muốn ăn đậm đà hơn thì sau cùng mình sẽ xịt xì dầu, chứ không là chỉ thảm thảm thị để bị tí lùn cá. Mấy người già là không có răng ăn này good nè. This is for old people. Thì mình cho ít thôi, just about 1 tablespoon meat. This is a chicken. Seasoning everything and then you just add a little bit. And this one is some old Chinese lady like this way. The custard is with salt. Người Hoa, người lớn tuổi thì thích ăn cái kiểu này. Mình làm cho nó tơi ra. Ok. Không có răng mà ăn cái này là good. Đó. Đáng lẽ là mình không có đánh nhiều quá cho đừng có bữa nào ngon thì mũ tả thôi cùng xây đầy ha. Như vậy hồi dậu đi phụ phụ một cái tắt cho mà không tả bữa nào cả cả tắt rồi. Rồi ok anh đi đó xì tàn đó cái dầu phụ dầm len á với cái xì tàn đó. Ok cũng nó ngon thì dầu wrap. So wrap it. Okay, you can keep, let the steamer really boiling. And when it's boiling, you keep it in for steaming. You turn down for medium heat. And you time 4 minutes. And after 4 minutes, you turn off the stove. And let it sit there for 10 minutes. And then cook. Cái này mình chưng cách sao nước cái đồ hấp á, mình cho nó sôi lên, cho thiệt là sôi thiệt là nóng, xong bỏ vô thì mình bớt lửa lại medium thôi, rồi là mình để 4 phút. Sau 4 phút mình tắt lửa, để trên bếp như vậy cho tới 10 tới 12 phút thì chín. Hôm nay chẳng ngồi thì thảo xin chào có chinh chào tỷ hơi quản tài quản cũng mong các anh chị ngồi địa phòng đi quẩn tản lập huy. Họ thì chào cảm trung phỏ đúng không? Xây phấn trung họ thì ở xích phỏ cũng chào bãi hay cũng sập chiều tôi sập gì phấn trung hoặc chào quy sụp. Ok họ nè chào dạo cho có sample. I have a sample here. Wait until that boiling and then I steam it. See? It's really nice.
Ok, à, kinh tôm à, quạt lít lít, à, sọc lá. Cấm nè, hoa tì cho hoàng trung khoa sợ hủy. Cho tí hành lá lên ha. Just cho cái màu thôi. And let's, I give some green onion on. Cho chút xíu hành lá, bị xíu xíu dần chung, len len đó, bị len len đó. Cấm nè, hay thảm nè, ngọt thì hỏi gì chắc, ca chan, chan xíu xíu. Xăng dầu chúng tôi chan hả đó, cái này mình không có nêm nếm gì nhiều thì mình cho chút xíu vô. Cứ mà chầu hoa thì dầu giấc co và tán hoa gì xịt phàn á, lúc phàn xịt lắm thì lùi ca xay đồ co tôi chung gì. I add some soy sauce, tiny soy sauce, then cho chút xíu xì dầu lên, tại vì mình làm nhạt lắm thì cho chút xíu xì dầu, nhiều khi xì dầu cũng làm cho thơm thơm, mấy người lớn tuổi thích ăn á, rồi cho mấy đứa trẻ đó, mấy con nít nó cũng thích lắm. Ừ. Thì mình không biết có mọi người có thích không, nhưng mà mình thì thích á. Ok, bye bye.